Rồi, như vậy thì anh em mình vừa nghe em test xong một đoạn ngắn trên cái cặp loa của JBL anh em nha, cặp loa bass của JBL. Cặp này thì cái tiếng bass nó rất là ngọt anh em nha, tiếng bass nó rất là ngọt, mềm tiếng nha, đó, tiếng bass xuống rất là sâu ha. Anh em nào mà mình thích những cái dòng loa bass mà tiếng bass nó mềm, nó sâu, nó ngọt tiếng ha, thì đây là một cái dòng loa rất là tốt ha, rất là tốt về cái chất âm mà anh em mình đang cần tìm nha. Thì con này là nó sử dụng đường kính bass là bass đo phủ bì game nó là bass 32 phân anh em ha, 32 phân đó, tầm 32 phân 3 nha. Còn tính luôn chiều xéo ha, tính luôn chiều xéo game nó là 35 phân nha anh em nha, chiều xéo là 35 phân, hơn một tí xíu. Con này sử dụng là nó gân mút anh em nha, gân mút ha. Thì con này nó sử dụng là một cái màng, thật sự cái màng của nó là màng màu đen anh em ha, nhưng mà hãng người ta có phủ lên một cái lớp màu trắng trắng vàng vàng nha đó. Và cái nón của em nói là nón màu vàng nha, còn màn của nó bên trong là màn màu đen anh em ha, nhưng mà hãng phủ một cái lớp màu trắng trắng vàng vàng lên ở phía mặt trên nha đó. Thì cặp này ha là tình trạng là zin nguyên bản, hoạt động tốt ha, chỉ có là thay gân thôi, thay cái viền này thôi nha. Thì nguyên bản của nó là sử dụng cái viền mút như thế này nè ha, thì nó một viền, thì bên em đã thay đúng cái viền xịn cho anh em mình luôn nha. Cái cặp viền này thay là mấy trăm ngàn đó anh em nha, thay đúng cái viền của nó luôn anh em ha. Cái viền xịn này thì sẽ có một nhiều nơi sẽ không có hàng đâu anh em ha, thì em thay là em thay luôn cái viền xịn cho anh em mình, thay chuẩn cái viền của nó luôn nha. Đó, thay vô là nó vừa tiếng luôn anh em nha, thay vô là vừa tiếng luôn. Đó, còn tất cả còn lại con nhận màng là nguyên zin ha. Đó, đây thì cặp này thì em thanh lý giá cho anh em mình là rất là tốt luôn. Đợt trước em có về 4 cặp anh em nha, về 4 cặp nhưng mà em bán hết 3 cặp rồi. Đó, còn một cặp này thì nó vướng lại anh em nha, cặp này thì nó vướng lại. Thì anh em nào mà mình mua cặp này trong thời điểm hiện tại thì giá rất là tốt luôn, tại em đang dọn nhà anh em nha, cho nên là em cũng sẽ có hàng thanh lý cho anh em mình ha. Về 4 cặp thì bán hết 3 cặp ha, còn một cặp này đợt đó anh khách nó lấy nhưng mà cuối cùng im rồi nó vướng lại luôn tới giờ anh em ha. Thì anh em nào mà mình đang cần tìm cặp loa bass của JBL hàng Mỹ xịn ha, thì anh em mình mua cặp này trong thời điểm hiện tại thì cực kỳ là tốt luôn ha, giá cực kỳ tốt luôn cho anh em mình chơi luôn. Con dòng này sử dụng là từ 220 con 100 anh em nha. Tuy là bass của nó là bass đo phủ bì của em nó là chỉ có 32 phân hơn thôi, nhưng mà con của nó là con 100 nha, con là con 100, con nguyên zin nha anh em, con 100, con nguyên zin và từ 220 có cao su bảo vệ từ hết nha. Đó, đây anh em ha, con là con nguyên zin nguyên bản hết nha, còn nguyên zin nguyên bản hết và từ thì có cao su bảo vệ hết ha. Đó, và để thép từ thì còn rất là đẹp ha, cọc lo nguyên zin hết ha. Rồi để em sẽ lật lại cho anh em mình cùng xem cái củ lo nha. Thì cái củ này rất là nặng nha anh em, cho nên là anh em chỉ lật một lần thôi nha. Đó, đây là cặp lo của JBL nha, cặp lo của JBL nó có model là LE14H ha. Đó, hàng ultra xịn nha. Đó, đây anh em ha, dòng này thì 8 ohm nha. Đó, JBL model là LE14H ha. Thì con lo này là lo JBL hàng Mỹ xịn, sản xuất tại Mỹ luôn nha, từ 220 ha, gang tay em là 20 phân mà đo không hết luôn ha. Thì trên những cái dòng lo JBL á ha, những cái dòng lo JBL mà anh em mình thấy có cái tem Sansui á ha, là không phải Sansui sản xuất đâu nha anh em. Ở đây thì anh em mình thấy có một cái tem Sansui nằm ở đây nè nha. Đó, thì khi mà cái hãng lo JBL này sản xuất ra thì Sansui này là nhà phân phối nha, nhà phân phối ở bên Nhật ha. Thì công ty Sansui sẽ nhập về để vào phân phối cái dòng loa này ha, cho nên trên đây thì anh em mình sẽ thấy là có một cái tem Sansui. Thì khi mà anh em mình thấy những cái tem như thế này thì anh em mình khỏi sợ hàng giả hàng nhái luôn nha. Đó, thì hàng công ty Sansui người ta nhập về, người ta cung cấp thì chỉ là hàng xịn thôi. Đó, cho nên là anh em nào mình mua những cái loa bass JBL đồ ha, hoặc là loa trep JBL đồ á, mà anh em mình chưa có rành để mà nhìn hàng lắm á, thì những cái cặp nào mà nó có cái tem phân phối của nhà hãng Sansui như thế này nè ha, đó, tem phân phối của hãng Sansui như thế này thì anh em mình yên tâm nha. Đó,
đây đây em ha. Rồi thì tuy là cũng giống như là những cái dòng loa xịn bây giờ ấy ha, thì những đơn vị phân phối Việt Nam mình á, nhập hàng chính hãng về thì sẽ có một cái tên đơn vị đó, người ta dán cái tem lên ha, nó là phân phối chính hãng nha. Còn loa thì vẫn là loa JBL sản xuất tại Mỹ ha, và do Mỹ sản xuất đó, của nhà máy JBL sản xuất. Thì JBL là 14H này thì em về 4 cặp nhưng mà em bán hết 3 cặp rồi, thì nó còn vướng là một cặp nha, còn vướng là một cặp. Thì cặp này thì em thanh lý giá dưới cái giá em nhập vào luôn cho anh em mình nha. Cặp này em thanh lý giá 8 triệu rưỡi anh em nha. Giá là 8 triệu rưỡi cặp này. Anh em nào mà mình đang cần tìm cặp loa bass JBL bass 40. Thôi xin lỗi anh em mình, bass 30 ha. Đo phủ bì em nói là hơn 30 ha, hơn 32. 32/3 đó. Thì anh em mình lấy cặp này về chơi, tiếng rất là hay trong tầm tiền nha. Cặp này em thanh lý dưới giá nhập vào nha anh em. Đó. Tại em đang dọn nhà thì em cũng muốn thanh lý bớt đi. Là tại về 4 cặp thì em bán được 3 cặp, còn cặp vướng lại ha. Thì cặp này giá chỉ có 8 triệu rưỡi thôi. Giá này là giá dưới giá nhập vào nha. Cho nên là anh em nào mà mình đang có kinh phí ha thì mình mua về để dành, hoặc là mình mua về lên thùng nghe rồi cũng rất là ngon trong cái tầm tiền luôn ha. Giá chỉ có 8 triệu rưỡi cặp này ha. Lo thì nguyên zin ha, nguyên zin hát tốt thì chỉ có thay viền thôi, nhưng mà viền này em cũng thay cho anh em mình là viền xịn nha. Cái cặp viền này là mấy trăm ngàn nữa anh em nha. Đấy, cặp viền xịn này là mấy trăm ngàn đúng có nó luôn, thay vô là ngay bóc luôn ha. Anh em mình về chỉ việc chơi thôi, còn em đã làm ok ngon lành hết cho anh em mình rồi ha. Viền thay thì chuẩn ha anh em nha, chuẩn rất là đẹp luôn ha. Cái viền này thay là đẹp như zin luôn anh em, rất đều rất đẹp luôn nha. Đó. Anh em mình thấy nè, cực kỳ đều và đẹp luôn ha. Đó. Rồi cặp này em thanh lý dưới giá nhập vào nha, 8 triệu rưỡi. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em để chốt hàng nha. Anh em mình lấy cặp này thì giá cực kỳ ngon luôn ha. Và clip em xin được kết thúc tại đây. Em xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.